Ronaldo lại muối mặt vì bạn gái phạm pháp cố tình sỉ nhục quốc gia. Ngày 9 tháng 5, theo Goal, Georgina Rodriguez có thể gặp rắc rối sau khi đăng ảnh mặc đồ tắm ở nhà riêng của cô tại Ả Rập Xê Út. Theo luật pháp nước này, người dân không được đăng ảnh lộ liễu bán mát mẻ trên mạng xã hội. Ngoài ra, người dân cũng không được phép mặc đồ bó sát hay chụp ảnh loại trang phục này lên trang cá nhân. Phía dưới bức ảnh của Rodriguez, nhiều người Ả Rập Xê Út để lại bình luận chỉ trích bạn gái Ronaldo. Những người này cho rằng hành động của Rodriguez là sỉ nhục quốc gia, không thể chấp nhận. Tuy nhiên, cũng có thể bạn gái Ronaldo không bị xử lý bởi chính phủ Ả Rập Xê Út không quá can thiệp vào đời sống của Ronaldo và bạn gái. Từ tháng 11 năm 2022, Ronaldo đưa các con và bạn gái tới thủ đô Riyadh kể từ khi anh gia nhập câu lạc bộ Al Nassr. Theo quy định của Ả Rập Xê Út, trai gái không được phép sống chung khi chưa đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Ronaldo và bạn gái có thể được giới chức làm ngơ trong thời điểm này. Trước đó có thông tin cho rằng Rodriguez và Ronaldo gặp vấn đề tình cảm. Nguồn tin cho rằng Ronaldo chán nản vì Rodriguez ham vui, dành quá nhiều thời gian để mua sắm. Tuy nhiên, Ronaldo và Rodriguez đều phủ nhận thông tin này và liên tục thể hiện tình cảm với nhau trên mạng xã hội. Nguồn tin nói thêm, Rodriguez không làm việc trong thời gian dài. Cô thường xuyên đến Hộp Đen, giao lưu gặp gỡ nhiều người nổi tiếng đại gia trong giới. Nhiều người cho rằng Rodriguez chưa đạt đến đẳng cấp như những người mà cô đang cố gắng giao du. Ronaldo cùng bạn gái và các con đã chuyển tới sống ở Ả Rập Xê Út kể từ tháng 1 năm nay, sau khi anh ký hợp đồng với câu lạc bộ bóng đá Al Nassr và nhận mức lương hơn 200 triệu đô la Mỹ một năm. Cặp đôi thể hiện sự thích nghi nhanh chóng với cuộc sống mới ở thành phố Riyadh. Trong những bức ảnh mới mà cả Ronaldo và Rodriguez vừa đăng tải lên mạng xã hội, cặp đôi cho cộng đồng mạng được thấy một góc nhỏ xinh xắn trong cơ ngơi mới mà gia đình họ đang lưu lại ở thành phố Riyadh. Những bức ảnh chủ yếu tập trung ở khu vực xung quanh bể bơi, nơi cặp đôi cùng các con nhỏ tận hưởng khoảng thời gian thư giãn. Câu lạc bộ Al Nassr mà Ronaldo về đầu quân có trụ sở chính đặt tại thành phố Riyadh, Ả Rập Xê Út. Nơi đây được biết tới là một thành phố có lối sống truyền thống theo đúng chuẩn mực Hồi giáo. Nhiệt độ mùa hè tại đây có thể lên tới 50 độ C với những làn gió khô mang theo các sa mạc. Riyadh là một thành phố hiện đại với những tòa nhà chọc trời và trung tâm mua sắm sầm uất. Nhiều khả năng gia đình Ronaldo đang sống ở một trong hai khu dân cư cao cấp của thành phố là Al Muhammadiyah hoặc Al Nakhr. Hai khu dân cư này đều có những nhà hàng sang trọng, những trường học quốc tế. Cả hai khu dân cư đều nằm gần sân vận động Mosul Park có sức chứa 25.000 khán giả. Mosul Park là sân nhà của câu lạc bộ Al Nassr. Đặc trưng của hai khu dân cư hạng sang này là được xây dựng theo chuẩn mực phương Tây để sẵn sàng chào đón những cư dân phương Tây tới định cư. Cư dân sống ở hai khu dân cư này có thể được đáp ứng mọi nhu cầu về tập luyện thể thao, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, được tận hưởng các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, trường học đẳng cấp. Họ không cần phải rời khỏi khu dân cư, mọi nhu cầu đều sẽ được đáp ứng trọn gói với chất lượng cao. Khi sống tại hai khu dân cư này, phong cách sống của gia đình Ronaldo sẽ phải thay đổi ít nhiều. Họ sẽ không thể sử dụng đồ uống có cồn, các cuộc vui sẽ phải được tổ chức kín đáo trong không gian riêng của gia đình. Những website rao bán và cho thuê bất động sản tại Ả Rập Xê Út không công khai giá thuê các bất động sản cao cấp nằm trong hai khu dân cư Al Muhammadiyah và Al Nakhr. Những công trình này thường được mua bán hoặc cho thuê thông qua các liên hệ và thỏa thuận tiến hành kín đáo dựa trên các mối quan hệ riêng. Hiện tại, Ronaldo đã sở hữu 8 bất động sản tại nhiều quốc gia trên thế giới. Kể từ thời điểm tháng 1 tính đến nay, Ronaldo và gia đình đã có vài tháng để tìm một nơi ở phù hợp nhằm lưu lại lâu dài tại thành phố Riyadh.